Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Tiếp tục với chuyên mục thông tin nhanh One Piece chapter mới. Lưu ý video này không dành cho những anh em ghét spoiler cũng như chờ chapter ra đầy đủ để thưởng thức một cách trọn vẹn hơn. Và video này cũng không phải là video phân tích chapter mà chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin kèm theo một vài nhắn nhá cho sớm. Và One Piece 1064 tiếp tục là một chapter vô cùng hấp dẫn với những thông tin không thể nào bất ngờ kịch tính hơn. Thật sự là vậy, khi trong chapter này chúng ta đã biết Chain Bedding đã xác nhận cái chết của người mẹ già Big Mom, hay Akainu thì cũng đang ăn bánh uống trà nghe tin tức về trận chiến giữa Law với Rodan. Tất nhiên là còn nhiều điều thú vị khác. Cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và tìm hiểu về một vài thông tin nhanh One Piece chapter 1064 mới nhất đầy điên rồ này. Chapter 1064 có tiêu đề khu vực phòng thí nghiệm trên đảo XX. Còn trang bị chapter tiếp tục là cover story về Gimma 66. Theo đó chúng ta đã thấy chính xác Aokiji và Vanogut là những người đã bắt cóc Bedding. Và tiêu đề của Void 22 này là Kuzan và August của bang hải tặc Rodan. Phải chăng điều này có nghĩa Kuzan không phải là đồng minh mà đã trở thành một thành viên trong bang Rodan, chính thức về dưới trướng tứ hoàng Rodan? Tôi nghĩ mọi thứ sẽ không như chúng ta đang nghe và nhìn thấy. Đồng thời thì họ cũng đang ở trên tàu Rodan. Và gần một nửa thời lượng của chapter này Oda dành cho trận chiến giữa Law với Rodan. Theo đó mở đầu chapter, Law sử dụng chiêu thức Amputate để tấn công. Chưa hết, Law còn sử dụng một số chiêu thức trong năng lực thức tỉnh của trái OBOB. Và nó bao gồm cả Shockwave để liên tục tấn công Rodan. Có thể bạn đã biết, Shockwave chính là đòn tấn công phẫu thuật từ bên trong cơ thể cực mạnh, khiến tứ hoàng Big Mom thổ huyết đầy đau đớn. Vì thế tôi cũng rất mong chờ để xem thử Law có đánh trúng làm bị thương được Rodan tương tự như cái cách đã từng làm với Big Mom trước đó hay không. Bởi ngay lúc này thì Law đã khiến Rodan thật sự bất ngờ khi không nghĩ rằng Law đã thức tỉnh được trái ác quỷ OBOB. Vì thế Rodan cũng đáp lại bằng một đòn tấn công trái ác quỷ rất ấn tượng, Grudge. Dường như đây chính là một đòn tấn công từ năng lực của trái ác quỷ chấn động Gura Gura. Điều này có nghĩa cho tới trước khi trận chiến xảy ra thì Rodan vẫn còn khá xem thường năng lực sức mạnh của Law cùng bang hải tặc Hurt. Chắc là nghĩ sẽ dễ xơi như với bộ hòn cốc. Doki cũng rất vui với việc tấn công Manhurt bằng những quả táo phát nổ. Chắc là cái thứ mà Doki đã mời Luffy ăn 2 năm trước, nhưng nó đã ngay lập tức bị Sachi ngăn lại. Và nếu bạn còn nhớ thì Sachi với Bengun thông minh hơn Bebo, nhưng sức mạnh chiến đấu thì không bằng. Rất mong chờ cảnh Bebo 500 Belly thể hiện sức mạnh của mình. Và trước khi chấp tòa chuyển cảnh, chúng ta đã thấy Rodan sử dụng đòn tấn công mà hắn ta đã từng dùng với A ở Barano hay với Rầu Trắng ở Marineford 2 năm trước, Kurozu, mục đích là để triệt tiêu năng lực trái ác quỷ, đồng thời hút Law về phía mình. Và cả A, Rầu Trắng đều bị Rodan triệt tiêu năng lực. Nhưng nếu A bị Rodan đấm muốn gãy cổ sau đó, thì với Rầu Trắng hoàn toàn ngược lại. Rầu Trắng đã nhanh chóng dùng đại đao chém rách ba vai và mém chút nữa là lấy luôn cái mạng của Rodan. Vì thế đòn tấn công Kurozu này có thể xem là bước ngoặt của trận chiến. Law sẽ kháng lại được nó giống như với Rầu Trắng đã từng làm hay không, hay sẽ bị đả thương một cách thê thảm giống như với A? Quá sức tò mò. Và trong khi Law với Rodan đánh nhau, Bedding cũng đã xuất hiện với con mắt thứ ba mở ra và hăm dọa một kẻ nào đó trong bang Rodan rằng nếu Mama vẫn còn sống thì chắc chắn đó sẽ là những lời cuối cùng có thể thốt ra từ miệng của ngươi. Đáp lại, một thành viên trong bang Rodan đã cười lớn rồi nói rằng ngay bây giờ bọn ta đang chiến đấu với kẻ đã giết Big Mom theo đúng nghi đang đấy. Nếu các huyền thoại thời đại cũ vẫn còn chiếm chỗ trên đại dương này, làm thế nào kỷ nguyên mới có thể tiến lên được? Và bạn thấy gì qua cái màn đối đáp của Bedding với một kẻ nào đó trong bang Rodan? Bedding chỉ nói rằng nếu Mama vẫn còn sống thì, nhưng bang Rodan thì hoạch tạc hơn, bọn ta đang chiến đấu với kẻ đã giết Big Mom theo đúng nghi đang đấy. Phải chăng Big Mom đã thật sự chết? Khả năng này cũng rất lớn chứ không phải là không thể, khi mà Big Mom đã bị kích với Law hợp sức đẩy xuống bể dung nham sâu trong lòng đất. Dù sao thì cả Bedding lẫn bang Rodan đều không có mặt ở Wano, đều không chứng kiến được trận chiến, mà những lời của họ nói đều dựa trên việc nghe được đâu đó, hoặc từ một ai đó, hoặc một tờ báo nào đó. Tức những thông tin này hoàn toàn không được kiểm chứng. Dù sao thì thông qua cái cách Oda bắt đầu ấp mở thông tin về Big Mom sắp tới là Kaido, thì tình trạng của hai vị tứ hoàng thuộc thời đại cũ này như thế nào chúng ta sắp được biết. Và theo tôi thì khả năng cao là cả Kaido lẫn Big Mom vẫn chưa chết. Bởi mới đây thì chính Rodan đã nhắc đến một hải tặc thuộc thời đại cũ khác vẫn còn sống, đó chính là Ochoku. Và Ochoku là ai? Là cựu thành viên trong bang hải tặc Rock, là đồng đội cũ của Big Mom với Kaido, và chắc chắn là lớn tuổi hơn Kaido bách thú. Và còn nhiều lý do khác nữa, có dịp tôi sẽ nói sau. Bang hải tặc Rodan với bang Hurt tiếp tục đâm nhau. Với một hòn đảo mang tên là người chiến thắng, Akainu đang phì phèo điếu xì gà cũng đã nghe được thông tin. Và dù Rodan hay Law thắng thì Akainu cũng là người có lợi nhất, bởi giới hải tặc sẽ bớt đi một kẻ mạnh đầy nguy hiểm. Trong khi đó thì ở hòn đảo XX, chưa biết là vô tình hay cố ý, nhưng Bonnie đã sử dụng năng lực sức mạnh trái quỷ lên nhóm của mình. Theo đó thì Bonnie biến thành một đứa trẻ, còn Jinbe cũng là một đứa trẻ, hệt như hình ảnh Oda miêu tả Jinbe lúc nhỏ trong SBS. Còn Chopper với Luffy thì ngược lại, thành những ông cụ 60 tuổi. Và khuôn mặt của Luffy Chopper ngay lúc này hệt như những gì Oda đã miêu tả trong SBS. Và tôi đang rất tò mò là Oda đã miêu tả Luffy với Chopper 60 tuổi theo kiểu nào, là lên voi hay là xuống chó. Bonnie tìm thấy một vũ khí được gọi là Beam Saber trong bãi phế liệu của Vegapunk. Nó khiến Luffy rất kinh ngạc. Beam Saber có thể là cách miêu tả của thanh kiếm ánh sáng hay đại loại như vậy. Và ý của tôi là phải chăng Beam Saber là như thế này, một vũ khí mang tầm vũ trụ, rất Star Wars. Dù thế nào thì nó cũng làm tôi nghĩ ngay đến thanh kiếm Cam Vân được Kizaru tạo ra bằng năng lực Pika Pika khi đối đầu với Rayleigh 2 năm trước. Tiếp sau đó Bonnie nói rằng
Hồi đó Cư Mai đã bị kết án chung thân, còn lý do cụ thể như thế nào thì chúng ta chưa biết. Nhưng chúng ta biết rằng, cũng giống như King thuộc chủng tộc Lunaria, Cư Mai cũng thuộc một chủng tộc đặc biệt. Với điều này thì phải chăng việc Cư Mai bị đem ra làm vật thí nghiệm sống với việc chính quyền thế giới truy nã đặc biệt chủng tộc Lunaria của King là cùng một lý do? Rất tò mò. Còn ở phía Zoro thì cậu ta đã cùng với Brook ở lại trong tàu. Những người khác đã theo Vegabang 02 Lilith lên đảo XX và bọn họ đã tiếp cận được phòng nghiên cứu của Vegabang. Cô nàng Vân 02 Lilith nói với nhóm Usopp rằng họ cần phải thay đồ trước khi bước vào trong. Và tất cả đã thay đồ. Sanji thì mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii giống hệt như của Jinbe. Còn những người khác thì mặc trang phục của tương lai rất giống Chopper, Luffy, Bonnie. Và bạn thấy gì thú vị không? Cũng là những bộ đồ đó. Nhưng nếu nhóm Usopp thì được mặc mời, còn nhóm Luffy thì bị truy đuổi như những kẻ ăn trộm. Ở cuối chapter chúng ta đã thấy Vegabang 01 Sokka gọi điện nói chuyện với người đứng đầu cung cách mạng Dragon. Theo đó Sokka nói rằng có thể mình sẽ sớm chết. Phải chăng Sokka đã biết mục đích thật sự của nhóm Roxy khi tiếp cận X-X? Dù sao thì tôi nghĩ rằng Vegabang sẽ không sao, bởi ngay lúc này thì thằng mặt trời Nika đang ngao du khám phá X-X. Trên hết thì với việc Vegabang đã chủ động alo cho Dragon, nó cho thấy giữa họ có một mối liên kết rất mật thiết. Mối quan hệ của những người bạn hơn là kẻ thù. Và tôi cũng đã rất nhiều lần nói về nó. Và thông tin cuối cùng, thông tin đặc biệt quan trọng đó là tuần sau One Piece không có chapter mới. Chỉ mới là thông tin nhanh nói nhiều sẽ mắc hay. Hy vọng anh em thích video này. Và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.